chọn vợ cho Isaac. Abraham sai đầy tớ đi kiếm vợ cho Isaac. Bây giờ Abraham đã già lão, còn Sarah vợ ông thì đã mất. Bà được chôn trong một cái hang ở Mamre, ở Hebron trên đất Canaan mà ông đã mua của người Hittite. Thiên Chúa đã hứa cho Abraham và Sarah một đứa con trai và dòng dõi họ sẽ trở thành một dân tộc lớn. Khi Abraham và Sarah đã quá già để có con, Thiên Chúa đã cho họ sinh ra Isaac một cách lạ lùng. Bây giờ Isaac đã là một thanh niên và Abraham không muốn chọn vợ cho nó giữa những người thuộc các bộ tộc Canaan vốn không thờ Thiên Chúa. Ông muốn Isaac lấy vợ giữa những người thuộc dân tộc mình vì họ thờ kính Chúa. Nhưng họ sống cách xa hàng trăm cây số tại vùng lưỡng hà địa. Abraham gọi người đầy tớ tới và nói: "Ta muốn ông thệ trước Chúa rằng ông sẽ không cưới vợ cho con trai ta giữa đám con gái người Canaan. Nhưng giữa những người trong gia tộc ở quê hương tôi, ngươi không được đem Isaac về đó, nhưng để nó ở lại trên đất Canaan mà Chúa đã hứa cho dòng dõi chúng ta. Người lão bộc hứa làm theo lời chủ. Ông lấy 10 con lạc đà chất đầy phẩm vật của Abraham. Ông lên đường nhắm thẳng Abraham, Naharaim rồi đến thành Nahor. Ông cho lạc đà uống nước bên giếng ngoài thành. Lúc đó sắp xế chiều, là giờ các cô gái trong thành ra giếng kính nước. Ông lão bộc cầu nguyện: "Xin Chúa cho con thành công hôm nay. Xin cho khi con nói với một cô gái, cô đặt vò nước xuống cho tôi uống một ngụm, mà cô ấy nói, mời ông uống, và con sẽ lấy nước cho lạc đà của ông nữa, thì sẽ là cô gái Chúa chọn cho tôi tới Chúa là Isaac." Ông chưa dứt lời khấn thì Rebecca đi ra với vò đựng nước trên vai. Cô là con gái ông Bethuel, con của Naor, em ông Abraham. Rebecca rất xinh đẹp. Cô đi xuống suối, múc nước đầy vò rồi đi lên. Người lão bộc vội chạy lại gặp cô gái và nói: "Cô làm ơn cho tôi chút nước trong vò." 10 ngày, cô đáp. Sau khi cho ông uống, cô nói: "Con cũng sẽ múc nước đủ cho lạc đà của ông uống nữa." Khi các con lạc đà đã uống nước và người lão bộc biết Rebecca là người thuộc gia tộc Abraham, ông lấy ra một cái nhẫn vàng và 2 cái xuyến vàng rồi đeo cho Rebecca. Rồi ông hỏi: "Con ơi, nhà cha con có chỗ cho ta trọ qua đêm không?" Rebecca đáp: "Nhà con có dư dật rơm và cỏ khô, cũng có cả phòng cho ngày qua đêm." Rồi người đầy tớ sắp mình xuống tạ ơn Chúa đã nghe lời cầu xin của ông. Rebecca chạy về nhà báo tin và Laban, anh cô chạy ra tìm người lão bộc của Abraham và những con lạc đà. Người lão bộc của Abraham không muốn ăn trước khi kể hết câu chuyện với gia đình Rebecca. Ông Bethuel, cha của Rebecca, nói: "Mọi việc là do Chúa định. Đây là Rebecca. Ông hãy đưa nó về cho làm vợ của Isaac như Chúa đã truyền."
Mẹ và em trai Rebecca muốn cô ở lại 10 ngày nữa, nhưng người lão bộc đòi đi ngay. Gia đình Rebecca chúc phúc cho cô, rồi cô và đoàn tùy tùng lên đường về Canaan. Isaac đang ở ngoài đồng thì thấy đoàn lạc đà tiến lại. Rebecca lấy khăn che mặt. Isaac cưới Rebecca. Nàng trở thành vợ của Isaac. Và Isaac yêu nàng.